Chào mừng các bạn quay lại kênh Điện Thoại Số. Hiện tại trên tay mình đang cầm là mặt kính của con Xiaomi Mi 10 Lite nha các bạn. Mặt kính này mình nhập là mặt kính zin nha các bạn. Thì trong quá trình mà mình xài các bạn, mình vô tình mình làm gớt bể kính hoặc nứt kính, hoặc là kính bị chạy nhiều xấu các bạn, mình cần thay thì bên mình đã có sẵn hàng để thay. Thì các bạn tới thay các bạn có thể ngồi chờ lấy máy luôn. Còn những bạn ở xa mình không có điều kiện tới thay, hoặc anh em cửa hàng mua về thì mình có bán đem về nha các bạn. Mình cứ liên hệ số điện thoại ở bên trên đó để mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.